chào cả nhà quay lại kênh. Hôm nay kênh chia sẻ với cả nhà món ăn cá cam kho nước dừa tươi ha. Ở đây có nửa ký cá cam đã cắt thứ sẵn rồi, và ớt nè, tỏi băm nhuyễn, hành tím băm nhuyễn ha, và một ít hành lá, sử dụng phần lá và phần cọng luôn, đã được băm nhuyễn rồi. Ngoài ra thì mình có chuẩn bị thêm một trái dừa tươi nha, mới hái vào một trái dừa tươi nè. Cá cam á, thì ớp cá cam ha, ớp trước 15 phút. Mình ớp vào đây một muỗng nước màu tự thắng và nước mắm ha, sử dụng nước mắm ngon, hai muỗng nước mắm, một muỗng là 20 ml, hai muỗng là tương đương với 40 ml đó cả nhà. Thêm một ít hạt niêm chay, hạt niêm, sử dụng hạt niêm Cà No đó, và một ít hạt bột ngọt nha. Ai ăn đường thì mình nêm vào một ít đường nữa, còn không ai ăn đường á thì mình khỏi để đường nha. Sau đó mình sẽ trộn cá này cho nó thấm gia vị đường, muối, bột ngọt đó, nước mắm đó, để cho nó thấm. Mình ướp cá này tầm có khoảng 15 phút đến nửa tiếng thì mình đem đi kho, nó rất là ngon. Và cá cam kho thì nó rất là cứng ha cả nhà, nó giống như cá ngừ vậy đó. Rồi bắt cái chảo dầu lên ha, để vào một ít dầu nóng. Giờ mình để tỏi, hành tím đó, tỏi với hành tím nè, vào để phi lên cho nó thơm. Mình phi cho hành và tỏi này nó vàng thơm lên là được ha. Thì mình sẽ để cá vào để khử cái mùi tanh của cá đó cả nhà. Rồi mình để cá vào ha, giờ mình lăn đều qua để cho cá nó sẽ thấm cái phần mỡ hành đó, nó cá nó sẽ không có bị tanh. Rồi mình để hết cá vào, mình trở đều ha. Giờ phần nước mình ướp cá đó mình cũng để vào luôn ha cả nhà, để vào kho cùng luôn. Rồi mình lấy phần nước cá mình cưới vòng vòng cái phần cá đó cho nó thấm gia vị hết, chứ không có để vào một lượt một lần một ha, mà mình rưới đều lên. Rồi mình để nước dừa tươi vào luôn rồi cả nhà, để cho cá hơi thấm một chút thì mình để hết phần nước dừa tươi trong cái trái dừa tươi á, mình để vào luôn ha. Mình kho này nhiều nước dừa tươi á thì khi mà sắc xuống thì cá nó sẽ ngon hơn, nó sẽ thơm hơn. Giờ mình kho cá này á tầm cỡ khoảng 10 phút khi sôi lên ha. Khoảng 10 phút thì cá này chín rồi. Cá này nó rất là dẻ, thịt rất là dẻ luôn á cả nhà. Và rất là thơm. Nếu mà mình kho nước dừa tươi ha. Kho nước dừa tươi, nếu ai ăn cay thì mình để thì ớt nhiều, còn ai không ăn cay thì mình khỏi để ớt nha. Và để ít hành lá vào cho cá nó sẽ thơm hơn. Nếu ai mà thích ăn hột vịt hay trứng cút thì mình có thể là bỏ vào ha. Rồi sau 10 phút thì cá nó đã chín rồi đó. Mình để hành vào nè, để ớt vào, rồi mình nêm nếm phần gia vị lại xem có vừa ăn chưa nha. Vừa ăn thì thôi, còn nếu chưa vừa ăn á, thì mình sẽ nêm thêm gia vị để cho cá cam kho nước dừa tươi này nó sẽ vừa ăn ngon hơn với khẩu phần khẩu vị trong gia đình của mình nha. Chia sẻ với cả nhà xong rồi, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong cái